ngôi mộ mới táng thì bị sụt hoặc bị lún, mới táng xong thì bên dưới bị rỗng thì sập xuống, thì đây là lúc mà chúng ta bồi và đắp vào, bồi đắp lại cho huyệt mộ nó lớn ra, lớn lên. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng một loại đất rất đặc biệt, đó chính là đất Cát Linh An Thổ Thần. Đó là một loại đất rất đặc biệt được sử dụng chuyên cho âm trạch, có tác dụng là bồi khí, hoàn long, bồi thổ và gia tăng cái năng lượng cho cái linh mộ âm trạch. Cát Linh An Thổ Thần đó là một cái dạng đất phong thủy được kết cấu từ một loại đất gọi là đất hoa đào hay còn gọi là son thổ. Cái đất này bản thân nó chính là một cái dạng là đất sét. Cho nên ra là khi mà sấy lên rồi bắt đầu là chúng ta sẽ nghiền ra và trộn cùng với cả các linh vật hay bảo vật phong thủy là 8 loại đá quý, là ruby, là topan, là mã não, amatit, thạch anh trắng, rồi chu sa, hoàng long, ngọc bích. Thì 8 loại đá đấy kèm theo đó là khoảng 10 cái loại hương liệu nữa, cho nên là có cái mùi rất là thơm, nó tác dụng kỵ tà, tẩy uế và nó còn mang tính chất là bồi long hoàn thổ. Bây giờ chị nhìn thấy không? Một bao đất này là 25 kg, mà xuống một cái hố như này là thó không? Lắc lắc và chúng ta sẽ đổ thêm nước vào, anh Hùng cho cả số nước lên đây. Đúng không ạ? Mình sẽ đổ nước vào, cứ đổ đi. Cứ đổ đi, đổ mạnh nữa. Đổ hết cả chô rồi đi. Nhìn nhìn không? Sau khi điểm là bờ nó ninh kết này, bờ ninh kết thành sét này. Đó, đất bờ ninh kết thành sét này. Nó sẽ tạo thành ninh kết ở đây. Ta sẽ để như thế này để vào bồi thêm thổ vào. Chúng ta sẽ để cái phần vun lên, cái phần ở phần giữa. Thì sau này là mưa xuống, chỉ cần mưa phun xuống thôi một cái là bắt đầu là nó sẽ mềm cái thổ nó ra, và nó rất là tốt. Cái này thông thường là chúng tôi hay sử dụng ở dưới đổ dùng để lấp huyệt mộ. Tại vì chúng ta nhìn thấy khi chạm nước phát nó biến thành sét luôn, và nó sẽ ninh kết lại thành một cục luôn, nó sẽ cứng lại luôn, và nó giống như tạo thành một quách thứ hai, nó bao quanh luôn cái phần huyệt mộ. Khi mà chúng ta như thế này là chúng ta sẽ tưới xuống 2 lần và chúng ta sẽ đổ lên để cho nó đảm bảo được cái lùm. Đó, chúng ta phải đổ ít nhất là nó phải lên đến mặt và chúng ta đắp thành cái lùm nó tốt hơn, rất là tốt. Rồi. Được rồi đấy. Tức là thường là cái giếng thiên ở giữa sẽ được mở rất là rộng. Chúng ta chỉ cần đổ bồi thổ như này khoảng 1 lần đến 2 lần thôi là vĩnh viễn không bao giờ cái ngôi mộ nó bị lún nữa. Vì cái đất này nó lên rất là mạnh và nó nở. Nên nghe là chỉ cần bồi 1-2 lần này. Đất này thì mới được phong thủy Tam Nguyên phát triển trong cái năm 2023. Sản phẩm trong năm 2023 thì năm nay mới có, chứ mọi năm là muốn bồi thổ như thế này là không có để mà làm, mà đất thì mua bên kia thì về thì nó không nghiền được ra, toàn từng cục một xếp vào được mấy hôm nó lại tơi ra. Ta cứ để như này được. Tối nay một cơn mưa nhỏ thôi, ngày mai là quay trở lại để nhìn thấy là nó rất là khác.